Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Sáng nay tôi đọc được một cái tin rất là vui ở trên kênh fanpage của nhà phát hành. Đấy chính là sang cái mùa mới thì cái bộ Witcher ấy, nó đã được điều chỉnh lại rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Cái này tôi nghĩ là phải từ rất lâu rồi. Nhưng mà phải nói thật là nhà phát hành để cho cái bộ Witcher nó sống hơi lâu. Đấy. Và theo tôi đánh giá là sau cái update này thì khả năng là Witcher nó sẽ biến mất hoàn toàn ở trong cái con game này. Trong rank chắc chắn là sẽ không ai còn chọn nữa. Còn đấu giải thì không biết, nhưng mà trong rank với cái tình trạng là Witcher bị giảm sức mạnh thâm tệ đến như thế thì tôi nghĩ là khả năng cao là sẽ không ai còn chơi. Cái bọn Dodo này nó có một cái truyền thống, một cái nó rất là buồn cười. Đấy là một cái bộ lineup mà được bắp lên ở trong cái meta trước ấy. Rất là mạnh, rất là imba. Là sang cái mùa mới là chắc chắn là đóng hòm. Đây là một cái truyền thống rồi. Chúng ta đã quá quen với cái việc đấy rồi. Nên là cái đợt này tôi không còn lạ gì nữa. Từ từ nhá. Sao lại pick cái con Clyde này vào? Không chơi Clyde đâu. Hiện tại chúng ta vẫn đang ở meta cũ. Mà meta cũ thì Witcher là vẫn đang là chùm nha anh em nhá. Đấy. Chúng ta sẽ phải đợi sang cái update. Update thì nó cũng rất là buồn cười anh em ạ. Nó giảm cái bộ Witcher một cách thâm tệ luôn. Tôi chưa thấy cái kiểu giảm nào nó lại si đa như thế. Anh em cứ tưởng tượng là bây giờ nó bắp lên nhá, là cái bộ Witcher ấy nó có khả năng là chuyển sang sát thương chuẩn đúng không? Tức là không bị giảm giáp. Đấy thì chuyển sang sát thương chuẩn thì nó tăng một chút đam đánh tay. Thế mà bây giờ chuyển sang là chuyển sang sát thương chuẩn này. Đấy, khi mà kích hoạt Witcher thì mấy bố lại coi như là giảm 20% đam tấn công. 20% tấn công. Tôi chưa thấy một cái kiểu gì mà nó lại như cái kiểu này. Thực sự là không thể nào hiểu được cái suy nghĩ của những cái người làm game. Khó hiểu lắm anh em ạ. Thà rằng là không tăng đam ngay từ đầu. Witcher đừng có tăng đam nữa đi. Đấy, thành một cái thể loại khác đi. Hoặc là đã tăng đam thì thôi, tăng ví dụ tăng ít thôi. Tăng 50% đam thôi, chứ không chuyển hóa 100% đúng không? Đây các bố là gì? Các bố là chuyển hóa 100% sang sát thương chuẩn. Đấy, sau đấy rồi lại giảm 20% tấn công. Tăng xong rồi lại giảm. Thà là tăng ít. Đấy, không cần phải giảm nữa mà tăng ít thôi. Đó, hoặc là cái gì? Hoặc là chúng ta vẫn tăng như thế, nhưng mà bỏ cái hiệu ứng là đánh không tăng mana lên. Hoặc là giảm 50% cái hiệu ứng không tăng mana. Tức là đánh vào là vẫn là tăng được thêm 50% so với bình thường. Tôi nghĩ như thế là nó hợp lý hơn. Đấy, chứ còn như thế này thì tôi thấy nó hơi sai. Rất khó hiểu. Mà cái đợt giảm sức mạnh Witcher nó giảm úi rồi luôn. Cái con Fallen Witcher là cái linh hồn của cái bộ đấy thì nó giảm thấp tệ. Giảm cái kiểu gì mà giảm đã giảm tốc đánh rồi. Giảm tốc đánh xuống 20% rồi của Fallen Witcher khi mà hóa hình ở level 3 sao. Chưa hết, giảm tiếp luôn là gì? Giảm đam. Đấy, giảm từ 70 đam xuống còn 50 đam. Thì nó cũng là giảm 50, nó cũng giảm là 20 đam nữa so với cả cái mức trước đấy. Thực sự là cái con Fallen nó cũng đâu có mạnh lắm đâu. Trước đấy nó không mạnh anh em ạ. Cái bộ đấy nó mạnh ở cái chỗ là gì, là nó đánh nó không tăng mana ấy. Chứ còn nó không phải mạnh ở cái con Fallen. Cái con Fallen đấy nó đánh ở những cái bộ khác ấy, nó đâu có khỏe đâu đúng không anh em. Fallen đấy đánh ở những cái bộ khác kẹp vào ấy, mà không có bộ Witcher nó rất yếu. Thế mà nó vẫn giảm. Đấy nên là tôi mới nói là đấy, nó khai tử một cái bộ lineup nào đấy là nó sẽ khai tử triệt để luôn đấy. Không cho chơi luôn. Không cho người chơi chơi luôn. Đấy, bắt mày phải chơi sang cái bộ khác. Đấy là chuẩn bị, anh em biết là sắp tới đây là bán skin của bộ Exit nha anh em nhá. Nên là anh em biết là cái bộ gì là cái bộ meta mới đấy. Chỉ hy vọng là nó sẽ không quá imba thôi. Hy vọng nó sẽ không quá imba. Chứ còn nó imba quá thì rồi lại giống như cái meta này rất chán. Thật sự cái meta này rất chán, Witcher quá nhiều. Quá nhiều người chọn cái lineup Witcher. Mặc dù là chúng ta đã có thể cùng nhau là tìm ra được rất nhiều những cái lineup có thể counter được Witcher. Nhưng mà nó vẫn không thể cản được cái meta Witcher. Đấy, bởi vì meta Witcher nó vẫn là cái bộ dễ chơi. Rất là dễ chơi, rất là dễ trúng thưởng. Nhiều người chọn. Cái bộ đấy đánh chuỗi thắng cũng được, mà đánh chuỗi thua thì cũng vẫn rất là ok. Đấy mà dễ khỏe, đánh ở level 7 là khỏe rồi. Level 7 đủ 4 Witcher, Fallen 2 sao kẹp với cả Shadow 2 sao là yên tâm ổn áp luôn đến khoảng round 30 đấy. Rất là ok luôn.
Ra ngoài tôi chưa câu gấu đâu, tôi sẽ up cấp lên đâu. Mặc dù là ở đây chúng ta có thể kẹp vào wizard để kích hoạt 4 gấu, nhưng mà như thế chúng ta yếu anh em ạ. Nên là thôi, như thế nó yếu lắm. Không có kích hoạt assassin thì cái bộ này nó rất yếu. Nên là tôi đợi lên 7 rồi tôi mới câu gấu anh em nhá. Đợi lên 7 rồi chúng ta cho wizard vào câu. Bây giờ tôi mục tiêu hàng đầu nó vẫn là giữ cái chuỗi. Nhưng mà round này khả năng mất chuỗi rồi này. Khó rồi. Round này khó quá. Khó quá nhỉ. Ơ được không? Ơ được không? Được không? Được. Thế thì lại được. Ok đấy. Chưa có con nào 2 sao. Bây giờ con gấu đá đang cánh tôi đây anh em ạ. Gấu đá chứ không phải là gấu assassin đâu. Tự nhiên lại ra gấu assassin này làm tôi đang hướng đến là chơi assassin đấy. Assassin bây giờ đánh với cả Witcher ấy, chơi assassin rất ngon. Line up mà có thể nói là TS ở tất cả các mùa, gần như mùa nào cũng có thể chơi được. Tôi chưa thấy cái bộ assassin này nó không chơi được ở bất cứ một cái mùa nào. Gần như là mùa nào chúng ta cũng có thể chơi assassin. 6 assassin rồi 9 assassin. 9 assassin fake rồi 9 assassin real cũng đều rất là ok. Đấy mà bây giờ thì 9 assassin hàng real ấy, nó mạnh quá, nó mạnh hơn hẳn luôn so với cả 9 assassin fake. Tôi mà ra con gấu này 2 sao thì yên tâm luôn. Kẹp với 9 assassin đánh vô tư đến late game. Úi giời, ra 4 gấu này, đủ 4 gấu rồi này. Được đấy nhở. Hay quá, thế là không phải lên 7. Không phải lên 7 cũng kẹp đủ rồi. Quá tuyệt vời. Lên 7 luôn này. Okay. Giữ cái chuỗi này cái đã anh em ạ. Chưa gặp thằng mưa nhá. Sau này gặp thằng mưa thì chúng ta có thể cắt chuỗi được. Thằng mưa đương nhiên ra này nó sẽ không đủ tiền lên 7 rồi. Ok, từng này con có ăn được cái chuối của nó không? Cố gắng ăn nhá. Ăn được cái chuỗi này ấm luôn này. Gặp đi, gặp đi, gặp đi. Đừng để round 11. Đợi round 11 là nó lên 7 đấy. Ui nhưng mà sao này to này. Ui ơi anh em ơi, không ổn rồi. Không ổn rồi, thằng này to quá. Xong rồi, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Thằng này to quá anh em ạ. Xong rồi, được không? Được không? Ui rồi ôi, không được rồi. To quá. Ui không được rồi. Mất chuỗi mới cay, thằng này to quá anh em ơi. Chịu. Nhiều 2 sao quá. Ui ở trứng này. Một con gấu assassin nữa thôi. Chúng ta chỉ cần một con gấu assassin nữa thôi anh em ơi. Được đấy. Nói chung là cái pha vừa rồi mất chuỗi thì cũng hơi tiếc nhưng mà cũng không sao. Thực ra là chúng ta có thể là sẽ mất chuỗi và chúng ta sẽ có lại cái chuỗi sớm thôi, khi mà chúng ta đủ 6 assassin. 6 assassin mà bây giờ gấu lên được 2 sao thì chúng ta sẽ có chuỗi sớm. Thực ra bây giờ tôi vẫn chưa có chốt cái con đường là chơi xin đâu. Anh em ạ, từ từ đã. Để xem như nào nhá anh em nhá. Đồ này thì vẫn chơi được nhiều thứ. Insect toy vẫn có thể chơi được. Ui cáo này. Xin 6 xin luôn. Nhưng mà không, tôi sẽ không cho 6 xin vào đâu. À đâu, vẫn thiếu một con à? Đùa, 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 đủ 6 xin rồi. Nhưng mà tôi không cho 6 xin vào đâu. Chúng ta câu gấu đây. Một con gấu assassin nữa thôi là xong. Là chúng ta chốt được bộ assassin. Đấy, còn nếu mà không ra gấu assassin mà ra cáo 2 thì chúng ta vẫn có thể chơi được assassin. Nếu mà ra con cáo nữa thì đây, quả trứng đây rồi. Đập được. Ở đây có thể ghép với dây chuyền kháng cũng được này. Có dây chuyền kháng ghép luôn cũng được. Hai cái món đồ còn lại không cần dùng. Chúng ta cần cái bling thôi mà.
Chuyện này khả năng là vẫn sẽ phải ghép cái dây chuyển kháng đấy. Ui, quả trứng nữa này. Ra nhiều trứng đấy nhở. Ôm hơi thọt đấy. Ôm này hơi thọt tiền đấy nhá. Bây giờ là còn hai thằng có chuối anh em ạ. Chắc là tôi chốt luôn đồ thôi. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ phải ghép cái dây chuyền kháng thôi. Bây giờ mà ra con cáo thôi, tôi đập trứng luôn đấy anh em ạ. Hai quả trứng, một quả trứng cho cáo, một quả trứng cho gấu. Đấy, gấu assassin hay cáo đều ok. Bây giờ ôm trứng nó hơi lâu. Ôm hai quả trứng này là mất 10 tiền rồi, rất là thọt. Thọt lắm anh em ạ. Ôm lâu mà không lên được 2 sao là chúng ta sẽ bị thua ấy. Và chúng ta sẽ không có tiền trong mỗi round. Đánh thua. Giờ toàn 1 sao. Ăn được thằng này không? Được. Ok, cắt chuỗi. Rồi, ngon. Ui giời ơi, sao không phải là con gấu assassin mà lại là cái con gấu này. Thôi được rồi, có tiền thì cũng bán đi thì cũng được. Gấu mết ra thì chắc là bán thôi, không có đồ anh em ạ. Đồ nó không phải đồ chơi con gấu mết này. Trận này nó không có Saman, chơi gấu mết nó hơi yếu. Long rồng cũng không đủ. Không có rồng lắm đồ ở trong truyền thuyết anh em ạ. Thôi, bỏ đi. Cho chặn tiền. Tôi sẽ cố gắng tôi lên 9 sớm anh em ạ. Lên 9 là kẹp 6 assassin kẹp với cả 4 gấu. Đánh ở level 9. Ui, gặp lại thằng mưa này. Bây giờ có ăn được không? Ăn nổi không? Đội hình này nó mạnh hơn vừa nãy rồi nhá. Mạnh hơn vừa nãy một chút rồi. Ui. Được anh em ơi. Ui giời ơi. Hay quá. Đùa à? Ngon nhờ. Vừa nãy mất chuỗi coi như là gửi tiết kiệm cho nó. Sau đấy là cắt được hai cái chuỗi liền. Ấm rồi anh em ơi, lại không thọt tiền rồi. Level 7, 39 tiền. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đùa. Bây giờ chỉ đợi con cáo con gấu thôi là chúng ta chốt luôn assassin. Đấy, assassin thì bây giờ chơi hàng Ryu 9 assassin kẹp với cả Kira. Lại một lần nữa, buồn cu lặp lại. Lại deja vu rồi anh em ạ, quả lại deja vu quá nhờ. Buồn cu lại lặp lại rồi. Chỉ cần gấu assassin lên 2 sao thôi là gánh luôn. Đến khi mà đợi con cáo lên 3 sao. Đó. Ủa thằng này chơi Warrior này. Meta Witcher mà chơi Warrior à. Mà chắc là round này tôi thua thôi. Thằng này nó khá là mạnh đấy nhá. Ui đẩy nhiều quá. Tôi biết là sẽ thua nhưng mà không ngờ đẩy nhiều này ấy. Nhưng mà chắc là này nó chỉ ăn được tôi thôi. Ui. Trời, chỉ là assassin anh em nhá. Chân mệnh thiên tử đây rồi. Cứ thế thôi. Deja vu thật sự. Hôm qua cũng như này, hôm nay cũng như này à. Chỉ có khác là đối thủ khác thôi. Chứ còn có vẻ kịch bản nó cũng hơi giống ngày hôm qua. Nhưng mà nếu mà chơi giống ngày hôm qua thì thấy nó không hay lắm. Nhé anh em nhé. Hay tôi đưa ra một cái ý tưởng nó táo bạo hơn đi. Cho một cái kế hoạch điên rồ xem nào. Đúng không? Dạ. Yeah. Để đưa cái con gấu assassin lên 3 sao rồi sao? Dã man. Bình thường cái lúc mà con gấu assassin nó lên được 2 sao ấy thì cũng là lúc sẽ bán hết các cái con gấu còn lại đi, sau đó thì chuyển sang bộ xin thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta không bán vội anh em nhá, tôi vẫn giữ 4 gấu để câu cái con gấu assassin 3 sao. Đùa. Quá táo bạo luôn. Ý tưởng điên rồ thật sự. Không biết là có làm được không. Ok, lấy cái chấm lan này. Rồi. Chúng ta sẽ phải lên 9 đấy anh em ạ. Lên 9 thì sẽ là 6 assassin kẹp với cả 4 gấu nha anh em nhá. Một round nữa thôi. Round sau là lên được rồi. Đấy, tạm thời chúng ta sẽ là 3 gấu kẹp với cả 6 assassin. Chờ là mạnh đã. Khi nào mà chúng ta lên được 9 thì chúng ta sẽ bỏ thêm con gấu. Đấy.
mất khoảng 2 round là chúng ta sẽ không câu được 4 con gấu đâu anh em nhá. Nhưng mà hên thì nó vẫn sẽ ra gấu đấy, hên nó vẫn sẽ đẻ ra thôi. Đấy, tầm này bây giờ gấu assassin 2 sao thì cái cơ hội mà lên được 3 sao thì là có đấy. Bởi vì làm sao, chúng ta có một cái quả trứng rồi. Nói thì nói thế thôi nha anh em nhá, chứ còn cái cơ hội mà có thể lên được 3 sao nó cũng khá là mong manh. Tôi chưa rơi lên được con này 3 sao luôn đấy. Từ lúc mà biết chơi auto chess đến bây giờ, tức là 4-5 năm nay rồi, chưa bao giờ lên được một con gấu assassin lên 3 sao, bao giờ luôn. Nếu mà lần này mà lên được cái con gấu assassin lên 3 sao thì đây là cái lần đầu tiên tôi chơi được cái con gấu lên 3 sao. Và tôi sẽ unlock được ở trong cái cửa hàng của tôi ấy, là sẽ xuất hiện thêm một con này là 3 sao nữa này. Tôi đã ra được cái con gấu Saman lên 3 sao rồi. Đấy, con gấu Mết là cũng đã lên 3 sao rồi. Nhưng cái con gấu Assassin này là chưa bao giờ lên. Chưa có một cái clip nào ở trên kênh của tôi là con này lên được 3 sao luôn. Hy vọng là lần này sẽ được. Có cái dấu hiệu là bây giờ chúng ta coi như là có 4 con rồi. Đấy. Quả trứng ở đây là coi như một con gấu rồi này. Bây giờ cho thêm 5 con nữa. Những 5 con nữa đây anh em. 5 con nữa trông có vẻ hơi khó nhỉ. Nó hốt phết đấy. Ui thằng này nó cướp được cái con gấu của tôi, cái skill con gấu này. Đấy, Witcher ấy, Witcher khỏe. Trên này vẫn có Witcher nha anh em nhá, hai thằng Witcher liền. Hai thằng nhưng không phải một thằng. Đào này vẫn chưa đủ tiền lên anh em ạ. Cái này là phải round sau. Round 19 à. Round 19 thì lại hơi phí tiền nhỉ. Round 20 là đến round quái rồi. Nhưng mà thôi tôi vẫn có cái sự gấp rút để chuẩn bị cho cái con gấu lên 3 sao anh em ạ. Nên là chắc là round sau tôi vẫn up lên thôi. Nha anh em nhá, chúng ta sẽ lên 9 ở round sau. Khả năng là tôi sẽ lên 9 và lên 10 rồi tôi kẹp Kira. Hoặc là kẹp cọc. Chuyển về 9 assassin sau đi. Bây giờ chúng ta có hòm hòm gấu thì chúng ta chuyển cũng được. Cũng không cần thiết là có thể là con gấu này lên 3 sao. Đấy. Có thể lúc đấy là cuối game quá rồi thì tôi sẽ câu được khoảng 8 con gấu rồi tôi sẽ chuyển sang 9 assassin luôn nha anh em nhá. 8 con thôi, xong rồi đợi một quả trứng cũng được. Ui lại cắt thêm một lần chuối nữa này. Gặp những cái thằng có chuối thì mình sao mình mạnh thế. Ảo thật. Cứ mỗi lần gặp thằng có chuỗi là ăn. Ui rồi anh em ơi. Anh em ơi. Đây này. Anh em này. Anh em thấy chưa? Có tí dấu hiệu ấy nhá anh em nhá. Trời còn có 4 con nữa thôi. Cố lên nào. Cố nào. Hy vọng là có thể giữ được cái lượng máu. 6 assassin này nếu mà có đồ thì cũng có thể giữ máu được. Đấy, chúng ta chỉ cần một cái blink nữa thôi. Kiếm cái blink là chúng ta có thể giữ máu rồi. Mỗi round lọt 1-2 con không có gì mà phải quá là lo lắng cả anh em nhá. Cái sự đáng sợ nhất chính là khi mà mỗi round chúng ta bị đẩy khoảng 15-20 máu thì có khi là tôi sẽ bỏ luôn rồi đấy. Tôi bỏ hết gấu đi, tôi bán luôn cả gấu ra xin đi. Nhưng mà nếu mà mỗi round chúng ta chỉ lọt 1-2 con thôi thì vô tư. Ok. Rồi. Thậm chí là có những cái round chúng ta vẫn có thể chiến thắng. Ui. Thật anh em ơi. Thật. Đúng thật là như thế rồi. Đây là cơ hội của tôi rồi anh em ơi. Thật sự là nó như thế luôn. Chỉ còn 3 con. Ui. Đếm ngày xa em à. Đếm ngày xa em Lưu Hoàng Only C. Gấu Xin ơi. Chúng ta xa nhau hơi lâu rồi đấy. Con gấu Xin này mà nó lên 3 sao rồi đúng là khẽ chạm vào tim anh một chút thôi. Nay xa rồi. Chạm nhẹ cái bay màu. Rồi cố lên. 3 con nữa thôi anh em ơi. Cố lên nào. Hôm nay mà gấu assassin lên được 3 sao thì đúng tối thượng luôn anh em ạ. Ngày hôm qua ấy, chúng ta có một con gấu assassin 2 sao thôi. Và cái con cáo mới là cái con lên 3 sao. Nhưng mà hôm nay nếu mà cái con gấu này mà nó lên 3 sao ấy thì thực sự nó mới là tối thượng của bộ 9 xin. Nó sẽ là bộ mạnh nhất luôn trong cái bộ 9 assassin. Không thể mạnh hơn được. Đây rồi. Blink hợp lý.
Ok, chúng ta tích tiền lên 10 dần rồi anh em nhé. Rồi. Chín assassin bây giờ vẫn chưa đủ, vẫn thiếu một con. Tôi nghĩ là với một cái con gấu assassin 2 sao thì nó có thể gánh tôi đến round 30 đây anh em ạ. Tức là 10 round nữa chúng ta mới phải là tính đến cái con đường là chuyển về 9 xin. Còn tầm này vô tư, đến round 30 vẫn vô tư anh em ạ. 30 vẫn được. Rồi, bây giờ chỉ có một chờ thôi, chờ tiền lên xong rồi up 10 dần thôi. Nếu mà round 25 mà có món đồ Kira chúng ta lên 10 nó vẫn cứ là mạnh nha anh em nhá. 6 assassin kẹp với Kira là được rồi. Kẹp thêm với 4 gấu. Có rất nhiều con đánh gần ở trong cái đội hình này. Đó. Ôi da. Không để ý luôn. Không để ý luôn có con gấu anh em ạ. Dã man. Tự nhiên thấy sáng sáng. Ô anh em ơi, thế là chúng ta còn có hai con nữa. Trời. Hai con nữa hoặc là một con nữa và một quả trứng thôi. Ui trời, quá tuyệt vời luôn ấy. Chưa bao giờ tôi cảm nhận cái con gấu assassin nó lên được 3 sao nó gần đến như thế này rồi. Nó rất gần rồi anh em ạ. Một chút nữa thôi. Ok bạn ơi, Witcher này, Witcher Glacier. Level 9 rồi, hơi chịu. Không ăn được. Level 9 rồi. 9 assassin thì mới đánh được. Tầm này sẽ bị đẩy đấy. Ơ à. Ui giời ơi, tưởng là gấu assassin. Không phải. Ui giời, giật cả mình. Giật hết cả mình luôn. Quả vừa rồi mà con gấu assassin nhỉ. Chết rồi, nhưng mà máu của tôi đang tụt quá rồi anh em ạ. 64 máu này. Tụt quá. Máu tụt thấp quá nhờ. Làm ăn được gì không đấy. Ra một con gấu nữa thôi. Một con gấu nữa thôi. Một con gấu nữa thôi. Cho tôi một con gấu nữa thôi. Xong rồi tôi chuyển sang sang 9 xin. 9 xin xong rồi tôi roll quả trứng nữa là xong anh em ạ. Chắc là phải thế đấy. Tôi nghĩ là phải thế. Cắt chuối. Hay. Ui, được không? Được không? Không được rồi. Khó. Tôi cứ tưởng cắt thêm được cái chuối nữa. Thế thì trận này 4 lần cắt chuối anh em ạ. Ơ. Thôi nhỉ. Thôi nhỉ. Thế nào đây anh em? Thế nào đây? Tiếp không hay là chuyển luôn? Cố một con nữa không? 60 máu thì vẫn chưa phải là quá thấp đâu. Một con cuối cùng. Một con nữa thôi. Trời ơi, cái trận đấu này đúng kiểu chân mệnh thiên tử ấy anh em ạ. Đúng kiểu là cái người mà đang chơi cái con game này mà cho anh em xem ấy là cái người lắm long mạch đấy anh em. Chứ làm gì có cái chuyện mà có tới coi như là 5 con gấu mà nó cứ toàn ra cái con gấu assassin như này. Đúng không? Ra cứ ra gấu là nó là gấu assassin. Gấu đẻ ra nó là gấu assassin. Đấy, nó không phải con gấu khác cơ. Nó lại như thế cơ anh em ạ. Ui dồi ôi, cái trận đấu này nó phải nói là trăm năm mới có một lần. Không không không. Nghìn năm mới có một lần luôn anh em ạ. Chả bao giờ chơi được luôn ý. Bao giờ mà cái độ hên nó cỡ như này đâu. Hên quá đi mất thôi anh em ơi. Chắc là đây là quá trình mà tích đức cả tuần nay. Tôi không có gây khẩu nghiệp ở trên kênh. Tuần trước là gây khẩu nghiệp hơi nhiều ở trên kênh nên là nó mới thế đấy anh em ạ. Tuần này tôi cũng không nói gì, không có drama gì trên kênh cả. Thế là y như rằng là tự nhiên lại được coi như là rời độ này thôi. Thế này thì xong rồi anh em ạ. Thôi thế hy vọng là cái đợt tới là cũng sẽ không có drama gì nhiều để tôi còn tích đức làm những cái trận khủng khiếp đến như này cho anh em xem. Dã man thật sự. Nói thật với anh em là riêng cái thể loại content này thì tôi chấp tất cả các thể loại các kênh luôn. Tôi đố các kênh khác làm được cái content kiểu này đấy. Rồi ok. Ui. Hết slot để mà cho bài vào. Chắc phải lên 10 ấy nhỉ. Phải mua cáo vào. Thôi đập trứng đi. Đằng nào chúng ta chỉ cần một quả trứng hoặc một con gấu assassin nữa là lên được 3 sao rồi anh em ạ. Rồi
lên 10. Kẹp thêm một con gấu xin 2 sao. Ok. Đồ không có đồ Kira này. Hơi đen. Trận này không có đồ Kira đen thật. Chưa có đồ Kira thì nó cái bộ này nó cũng sẽ không mạnh đâu nha anh em nhá. Đấy. Nếu mà không có đồ Kira thì phải chuyển sang 9 xin sớm thôi. Tôi nghĩ là mất khoảng 40 máu tôi sẽ chuyển nha anh em nhá. Tụt xuống còn khoảng 40 máu tôi sẽ chuyển. Nhưng cái tầm này tôi vẫn chịu được, 60 máu vẫn chịu được anh em ạ. 2 round nữa. Hy vọng là sẽ ra con gấu xin trong 2 round này. Tôi đang câu là 4 gấu, tôi để 4 gấu tôi câu đấy. Ok. Được không? Clear bớt đi, nhiều quá. Ui rồi ôi, vẫn còn nhiều. Được, 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 thêm phát nữa. Không được rồi. Mỗi round đẩy mất 10 máu đấy. Khá là nhiều máu đấy nha. Thôn nhỉ? Cáo 2 này. Thôn cho full 2 sao không? Chúng ta roll full 2 sao đi anh em nhé. Tầm này giữ tiền làm gì đâu. Roll thôi. Trận này thì không có Sailing Assassin, cũng không có con Phantom Queen. Trận này đánh bằng gấu đây anh em ạ. Trận trước là có hai con 5 đô. Thì cái bộ Assassin nó mạnh hơn, 9 xin nó sẽ tối thượng. Rồi. Bộ cạp lên được 2 sao này. Đấy, cứ full 2 sao đã. Tính sau. Trận này đúng kiểu chơi bằng gấu ấy. Cái tầm này nhá, anh em thấy là con ốc của tôi là vẫn chưa lên được 2 sao. Đúng kiểu chơi bằng gấu luôn. Vẫn giữ được máu này. Ok đấy nhở. Đây rồi. Ốc 2 này. Quá ok. Rồi hiện tại là chúng ta cũng đã có đủ 9 assassin rồi. Đủ 9 assassin rồi nhưng mà chưa cho vào đâu. Như tôi đã nói là chúng ta cố gắng chúng ta câu một con gấu nữa thôi, hoặc một quả trứng nữa thôi anh em ạ. Round 31 đi. Đấy, chúng ta có thể trụ được round 31. 51 tiền. Cái thằng top 1 khỏe quá nhờ. Thằng top 1 nó chơi Witcher kẹp với Beat anh em ạ. Bánh Witcher kẹp với Beat mà khỏe thật sự luôn. Không biết là tôi có thể ăn được không. Tầm này chắc là chưa ăn được. Phải 9 xin mới ăn được. 9 xin mới ăn nổi. Nó dồn đồ cho cáo chứ. Nó không có full Witcher 2 sao. Dồn đồ cho cáo mà đánh chuỗi đến bây giờ luôn. Chuỗi cộng 10 luôn này. Đấy, cái con gấu xin của tôi nó cũng khá khỏe đấy. Ui giời ơi, sao không phải là gấu assassin nhỉ? Sao lại là gấu mết? Sau round 30 là có lẽ là chúng ta sẽ không thể giữ được 4 gấu đâu anh em. Sau round 30 là đối thủ nó sẽ có 2 đồ cam thì lúc đấy không nhây được nữa rồi. Lúc đấy khó có thể chơi được cái bộ này nữa rồi. Chúng ta phải chuyển sang 9 xin thôi. Một round mà mất 20 máu thì tôi không chịu nổi 3 round. Hy vọng là sẽ round 30 là sẽ ra tôi hoặc round 31. Đầu round 31 ra cho tôi. Cầu trời khấn Phật cho nó ra cái round đấy nó vừa đẹp anh em ạ. Chúng ta đỡ phải suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ đương nhiên là nếu mà chuyển sang 9 xin tôi sẽ phải bỏ gấu ra rồi. Chỉ để lại một con gấu thì cái việc câu ra con gấu assassin nó sẽ khó rất nhiều. Cắt được chuỗi không? Nói chung là khó anh em ạ. Tầm này chưa được. Trận này không biết là bao nhiêu lần cắt chuỗi rồi nhỉ anh em nhỉ. Ôi giời ơi, trận này cắt chuỗi liên tục luôn. Ông Hoàng cắt chuỗi là đây rồi. Dã man. Đấy, cái round vừa rồi cũng ra được một con gấu nhưng mà là gấu tổ chứ không phải là gấu xin. Năm nào ra là con gấu assassin bây giờ. Hay vừa lấy tôi nói thế là nó không ra nữa nhỉ. Tôi nói là cứ mỗi lần ra gấu assassin ấy. Xong bây giờ nó cứ ra gấu là nó ra cái con khác. Có phải không? Ảo thật đấy. Hay lại phải có một cú lừa máy nhỉ. Lừa máy là thôi không câu gấu nữa đi. Tao không câu gấu nữa. Tao bán hết đi đây.
Mày không cho tao thôi, tao chơi con cáo lên 3 sao vậy. Ok, lừa lừa thế tự nhiên lại lổ ra gấu ra xin thì sao, đúng không? Tao sau bỏ hết hết bài ra, bỏ hết gấu ra, không câu nữa. Để xem nào nó có tự ra gấu ra xin không. Dã man. Tôi đùa thế thôi, chứ còn tao sau là phải chín xin kẹp Kira rồi anh em ạ. Tao này tôi sẽ lấy cái găng tay Kira. Ok. Đây rồi, có rồi nha anh em nhá. Rồi. Bây giờ chỉ có roll ra quả trứng thôi. Tôi sẽ cố gắng tôi roll thêm quả trứng nữa là xong. Xin quả trứng đấy. Nhẹ nhàng quả trứng nữa nào. Trứng đấy, trứng. Ui giời ơi, cứ sáng sáng cứ tưởng trứng nhưng mà không phải. Chán đời. Ok, 9 assassin kẹp Kira đây rồi. Ok chưa? Xin một quả trứng được không nhờ? Chán thật đấy. Cáo cũng được. Rồi, rồi, hao sau luôn tiếp. Trận này bá đạo thật. Chắc không bao giờ tôi có thể làm lại được một lần nữa mất. Quá nhiều cái thứ mà nó đặc biệt ở trong trận đấu này anh em ạ. Tôi chưa tính đến cái việc cái con gấu assassin nó sắp lên được 3 sao. Tôi không tính đến cái việc đấy. Thì trận này nó có một cái kỷ lục cắt chuỗi luôn. Có tới 4 đến 5 lần cắt chuỗi thì phải. Tôi không đếm luôn. Bởi vì cái lúc đấy tôi không nghĩ là nó có thể nhiều lần cắt chuỗi đến như thế. Mất chuỗi cho đối thủ xong rồi cắt chuỗi. Rồi roll tiếp đi. Ui. Ôi giời anh em ơi. Đúng là kiểu nghìn năm có một rồi anh em ạ. Thế này thì không bao giờ có thể làm lại được một lần nữa luôn. Với cái diễn biến như cái trận đấu như này. Đây là một cái trận đấu rất đặc biệt luôn. Và không bao giờ chúng ta có thể làm lại anh em nhá. Nên là anh em hãy trải nghiệm đi cái sức mạnh thật sự của con này. Con Ember Spirit lên được 3 sao. Và như tôi đã chia sẻ với anh em, đúng là chạm khẽ tim anh một chút thôi, lay xa rồi, chạm phát tan biến. Đâu các bạn sang đây test thử phát thế nào. Ôi giời ơi, chạm phát là tan biến luôn này. Cứ lai à, nghe nói giáp to đúng không? Nghe nói giáp to. 20.000 đam anh em ạ. Ôi rồi ôi, 21k đam. Trời, không thể nào có cái trải nghiệm thứ hai anh em nhá. Không thể có trải nghiệm thứ hai đâu. Anh em hãy tận hưởng cái giây phút này đi. Dã man. Tôi cũng đang tận hưởng đây. Bởi vì tôi biết là tôi sẽ không bao giờ làm lại được. Sẽ không bao giờ làm lại được. Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là cái lần duy nhất chúng ta có thể làm được cái điều này. Tôi xin khẳng định với anh em một câu chân thành luôn. Đây là cái lần đầu tiên và cũng sẽ là cái lần duy nhất. Không bao giờ luôn ấy. Không thể nào có cái chuyện mà nó vô lý đến cái cỡ như này được. Anh em ạ, nó quá vô lý luôn. Nó quá nhiều những cái thứ mà nó vô lý ở trong cái trận đấu này. Trời, hôm qua nó chưa là gì so với hôm nay anh em ạ. Hôm qua cáo ba đã là gì so với cả con gấu 2 sao. Chạm khẽ 1 phút thôi là coi như nhớ nhau cả đời này. Ui rồi ui. Còn bọn này chỉ có 15k đam cho tôi clear. Một cái lượng máu không đáng kể. Hai thằng còn lại. Một thằng là lên level 12 với cái bộ Clive tối thượng rồi. Còn một thằng là Witcher. Trời, bọn nó đều phải run sợ trước cái sức mạnh của tôi. Sức mạnh tối thượng không thể nào có thể là cản được nữa rồi. Bây giờ cản kiểu gì đây? 3 giây là tung trưởng một lần nhá. Ôi cái lượng đam nó gấp đôi với cái lượng đam 2 sao luôn. Phạm vi sát thương tăng thêm tới 1 ô. Căng thẳng thật sự. Cooldown chỉ có 3 giây mà lượng đam của nó là 120 đam. Tức là nó hơn cái 2 sao là tới gấp đôi. Quá kinh khủng. Khủng khiếp quá anh em ạ. 12 này, ca lông 2 sao này. Ui dồi ôi, nhảy một phát nó bay màu toàn bộ đội hình luôn. 24k đam. Không thể cản được. Ca lông 2 sao cũng phải chịu trước sức mạnh của con này thôi anh em ạ. Kẹp với cả rồng rồi. Có giảm sức mạnh đến từ con rồng 3 tiền rồi đấy nhá. Có giảm sức mạnh đến từ rồng 3 tiền rồi. 3 rồng thế mà rồi cũng không ăn thua anh em ạ. Không cản được, không cản nổi.
Không thể cản luôn. Quá khỏe. Quá tối thượng. Vô địch thiên hạ rồi anh em ơi. Cái tâm này. Bây giờ phải làm thế nào? Đối thủ phải làm nào đây? Đối thủ không làm thế nào hết anh em nhá. Bây giờ tôi không cần quan tâm đối thủ nó chơi cái đội hình gì. Tôi không cần quan tâm đối thủ xếp bài như nào. Tôi không cần quan tâm là đối thủ có bắt bài tôi hay không, hay là có chuyển bài để counter hay không. Không cần quan tâm bất cứ một cái gì hết. Tôi chỉ có trải nghiệm cái sức mạnh của cái con gấu tối thượng này thôi. Anh em ạ, bây giờ chúng ta chỉ có trải nghiệm thôi. Chúng ta trải nghiệm những cái pha mà clear mãn nhãn luôn. Cách là nhảy xong rồi là coi như là quạt trả. Dọn bàn cờ thôi, quét rác là cực kỳ nhanh. Thôi, nói tóm lại ấy, là thôi, trò chơi đã kết thúc. Bây giờ thêm con cáo ba nữa anh em ạ, cho nó coi như là đẹp đội hình. Cáo ba chỉ để đẹp đội hình thôi, chứ còn cũng chả có gì gọi là hơn cả. Đấy, bây giờ giữ 50 tiền hoặc thậm chí là có thể giữ 100 tiền thì cũng không ai nói gì. Quá mạnh rồi anh em. Tầm này đối thủ chỉ trong vòng có khoảng 3 giây thôi là đối thủ bay toàn bộ bàn cờ rồi. Còn thằng nào sống nổi đâu. 3 giây thôi anh em ạ. Mà tôi hình như là tôi đang tái hiện cái event Tết năm ngoái ấy. Anh em có nhớ cái event Tết không? Event Tết là chọn gấu assassin để clear. Xem là đội hình nào clear nhanh hơn ấy. Thì đây nó cũng là như thế thôi. Để xem là đội hình nào clear cho nó nhanh hơn. Mấy giây là kết thúc trận đấu thôi. Ui rồi ôi, 10 giây chưa được, chưa được, chưa được, chưa được. Không ăn thua. Không được, phải nhanh hơn để được điểm cao hơn nào. Tôi đặt mục tiêu là 5 giây nha anh em nhá. 5 giây, 5 giây kết thúc round. Chúng ta sẽ phải có 5 giây để kết thúc round. Rồi, vẫn còn rất nhiều máu, đối thủ thoải mái để có thể test được cho chúng ta. Đấy. Đối thủ sẽ sống sót để cho chúng ta test. Yên tâm, đối thủ còn nhiều máu lắm. Thoải mái luôn. Rồi, kẹp lốt đi. Rồi, nào. Bây giờ thì xem là như nào đây. Như nào đây bạn ơi. Ui, đừng hút mana. Ui, nhanh quá anh em ơi. Ui, anh em nhìn kìa. 18k đam. Con này nó phải clear nhanh hơn thì nó mới bảo kê đồng đội anh em ạ. Chưa được. Cố em tí nữa nào. Tôi có cái blink mà nó nhảy nó hơi chậm nhỉ anh em nhỉ. Nó cần phải nhảy nhanh hơn tí nữa. Con gấu xin này nó phải nhảy nhanh hơn để nó có thể bảo kê được cho đồng đội của nó. Chỉ cần nó clear được thôi là nó sẽ bảo kê được cho cái bọn này, nó dí cho con ngộ không chết. Hiện tại đối thủ đang dồn đồ cho ngộ không anh em ạ. Khi chúng ta dí được con ngộ không chết sớm ấy, thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái thành tích cao, một cái điểm cao nha anh em nhá. Chúng ta cố gắng đạt 10 điểm event đi anh em. Dã man. 10 điểm event nào. 10 điểm như thế nào? Được chưa? Được chưa? Úi dồi ôi anh em ơi, đúng 3 giây thật. 5 giây, 21 máu. Hợp lý. Thôi xong rồi. Xong rồi anh em ơi. Cái quả vừa rồi anh em thấy nó nhanh chưa? 3 giây. Đối thủ chỉ có 3 giây để có thể là được đấm. Con ngộ không thậm chí nó còn không kịp nhấc tay lên luôn ý. Anh em nhìn quả vừa rồi không? Con ngộ không thậm chí nó còn không kịp nhấc tay lên luôn. Không làm được cái gì hết. Đây nó gọi là vạn kiếm quy tông à, đúng không? Vạn kiếm quy tông của vô danh à, đúng không? Kinh khủng thật sự. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ui dồi ôi, một chém nó bay màu. Chưa đến 3 giây anh em ạ. Quá dã man. Anh em thấy cái đội hình tối thượng này liệu rằng tôi có thể làm lại một lần nữa được không? Tôi nghĩ là không bao giờ đâu anh em. Đây sẽ là cái clip duy nhất, clip độc nhất luôn ở trên kênh đấy anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em cũng có thể chọn clip bên trái, cũng là bộ 9 assassin nhưng mà dồn toàn bộ đồ cho cáo 3 sao anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Mời anh em đến với siêu phẩm God Assassin kẹp với Dominator anh em nhá. Tất cả đứng trong lồng úp lồng đến chết anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!